Mắc kẹt trên máy bay, hành khách phải uống nước từ nhà vệ sinh. Trong lúc bị mắc kẹt trên máy bay suốt 10 tiếng, một số hành khách bất lực buộc phải uống nước từ bồn rửa trong nhà vệ sinh để cầm cự. Tờ The Insider đưa tin ngày 23 tháng 7, vụ hành khách mắc kẹt trên máy bay xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không Canada Flair Airlines hôm ngày 17 tháng 7. Chuyến bay cất cánh từ thành phố Toronto, Canada, dự định đến thành phố Saskatoon, tỉnh Saskatchewan. CBC đưa tin rằng một chuyến bay của Flair Airlines từ Toronto đến Saskatoon đã được chuyển hướng đến Winnipeg hôm ngày 17 tháng 7. Sau khi điều kiện thời tiết bất lợi và không thể hạ cánh tại điểm đến dự định, Kim Lêu, một hành khách trên chuyến bay 8673, nói với Insider rằng phi công nói với hành khách rằng máy bay không thể hạ cánh do thời tiết xấu và chiều dài của đường băng ở Saskatoon. Do đó, chuyến bay không thể khởi hành trước 8 giờ 30 phút tối, dù trước đó đã bị trì hoãn suốt nhiều giờ đồng hồ. Theo Flightradar24, một trang chuyên theo dõi chuyển động các chuyến bay, chiếc máy bay đã ở trên không gần 4 giờ trước khi hạ cánh xuống Winnipeg. Saskatoon cách Toronto khoảng 2.414 km về phía Tây và cách Winnipeg khoảng 804 km. Lêu cho biết hành khách liên tục được thông báo những diễn biến thay đổi về chuyển động của máy bay. Đó là thời điểm nhiều hành khách bắt đầu trở nên giận dữ và mọi người la hét yêu cầu xuống máy bay. Nhiều đứa trẻ òa khóc, mọi chuyện thật khủng khiếp. Tiếp viên thông báo rằng nhân viên an ninh đã được gọi đến. Sau đó, họ nói những ai muốn có thể xuống máy bay lập tức, nhưng phải tự túc với hành trình tiếp theo, Lêu nói. Lêu cho biết hành lý ký gửi sẽ ở lại trên máy bay sau khi quyết định quay trở lại Toronto được đưa ra. Chỉ với một chiếc túi xách tay, Kim Lêu là một trong những hành khách đã lên máy bay ở Winnipeg. Cô ấy nói với Insider rằng cô ấy rất muốn thoát khỏi chiếc máy bay đó, đồng thời cho biết cô đã phải chi trả 715 USD cho chuyến bay thay thế và 500 USD cho một khách sạn gần sân bay. Hành khách Kamal Sabo nói với CBC rằng trong khi khoảng 3 trên 4 hành khách đã xuống máy bay ở Winnipeg thì cô và những người khác quyết định ở lại trên máy bay để quay trở lại Toronto vì hãng hàng không không hỗ trợ gì. Họ nói rằng không có thức ăn hoặc đồ uống để mua và cứ 10 giờ họ lại cung cấp nước một lần, Sabo nói với CBC. Cô nói thêm rằng các tiếp viên hàng không đã lấy nước từ nhà vệ sinh của máy bay cho một số hành khách. David Applebaum, một hành khách khác ở lại trên chuyến bay trở về Toronto, nói với Insider rằng hành khách chỉ được cung cấp phiếu ăn uống, trị giá 10 USD sau tất cả những gì họ đã phải trải qua. Phải đến 3 giờ sáng ngày hôm sau, chuyến bay thay thế đến Saskatoon mới khởi hành. Theo CBC, Flair Airlines đã từ chối bồi thường cho hành khách về chi phí đi lại với lý do thời tiết bất lợi khiến máy bay không thể hạ cánh ở Saskatoon. Don Candy, cựu giám đốc điều hành của Air Canada, gọi tình huống này là sự thất bại tuyệt đối của Flair Airlines. Ông cũng bị sốc khi biết rằng hành khách đã uống nước từ nhà vệ sinh.